Rồi anh Trung ơi, nay mình khui vườn mới, mình báo cho anh em biết cái địa chỉ số lượng luôn ha anh Trung. Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay Trung có khui vườn mới thì cũng là đầu tiên cũng kính chúc quý cô chú anh chị em được nhiều sức khỏe trong ngày hôm nay, là cũng ngày 8 tháng 3, cũng gửi lời kính chúc quý phụ nữ trên toàn thế giới này được được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình trong ngày hôm nay. Dạ, vườn này mấy ngàn gốc ha anh Trung? Vườn này được 4.500 gốc anh. Rồi mình chia thành mấy loại ha anh Trung? Vườn này mình chia làm 3 loại. Rồi mình loại nói chi tiết loại luôn anh. Từ 17 tới 20, 21 là giá 390.000. Rồi. Loại 2 là từ 14 cho tới 17 là giá 290. Rồi. Loại 3 thì 14 trở xuống là giá 190.000. Rồi hình thức là mình hỗ trợ anh em gì gì anh Trung? Thì là mình 100 cây mình bao ship 100 km, bứng giao tới nhà luôn. Rồi, 100 cây là có hỗ trợ ship ha anh. Rồi cái này là mình bán anh em xuống vườn là bao nhiêu cây mới bán được anh Trung? Bao nhiêu cây mình cũng bán hết. Bán bình thường anh? Đúng rồi. Rồi mình cho anh em gửi đến khi nào anh Trung? Cái này đám này được 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi ha. Dạ. Rồi bao nhiêu một clip vậy là nó khoảng bao nhiêu gốc anh Trung? Một clip vậy là 400 gốc. Rồi anh em mà mua solo là mình giá có giảm gì nữa không anh Trung? Mua solo thì mình giá giảm lại. Như tính mình cứ điện thoại thì mình thương lượng, và tới vườn xem mình thương lượng. Có alo là có chốt ha anh Trung? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mình cho anh em tham khảo cái loại 1 trước đi anh Trung ơi. Đây anh em, vườn này là chưa có bứng chưa gì hết nha anh em, mới khui đầu tiên luôn. Đây, chiều cao trung bình nó tầm khoảng nhiêu anh Trung? Cây này nó 1m7 anh. 1m7 anh Trung, nhẹ nhẹ bộ tàng anh Trung. Đây anh em, bộ tàng lùng mà nó lớn nha anh em. Rồi, phía trong quay cho anh em dàn xương bên trong. Cái vườn này trồng được nhiêu năm anh Trung? Cái vườn này được 3 năm anh. Trời ơi, xương tàng anh em, bắt đã ha, từ dưới lên trên. Xương tàng bắt từ dưới lên trên. Cây khá là đẹp cây nè. Đây là thuộc dạng lô 1. Cái loại mà bà anh chính là mình bao anh em lựa thoải mái ha anh Trung? Bao anh em lựa thoải mái. Rồi, trong một clip thì mình cho anh em lựa khoảng nhiêu gốc được anh Trung? Một clip thì lựa 100 cây. Cái này làm cho anh đo thử thông số anh Trung. Cái này anh em cứ xuống ngồi đế thoải mái, tại cái này nó cũng hơi khá sâu, anh chưa có mồi vậy. Ngày xưa có cái này có đế không anh Trung? Cái này không có làm đế, này là đế tự nhiên thôi anh. Tự nhiên á anh? Dạ. Đây. Cái này là 19 anh. 19. Nè anh em, đây vô cái phơm lò 1. Rồi đi dài dài ra trước mình cho anh em thêm gốc lò 1 với đi anh Trung ơi. Đây một hàng dài ra ngoài trước nha anh em. Đây, đây cũng thuộc dạng lò 1 nữa nè anh em. Cái phơm này là nó lùng không anh Trung? Phơm này lùng lùng không anh? Đây anh em, nó lùng như anh em, được cái tàn xương tàn nó cứng khừ anh em ơi. Tàn bắt từ dưới lên trên hết. Đẹp nha anh em. Đây, vòng lên cho anh em xem. Cây cứng khừ à. Cái này như em thấy có con rồi hả anh Trung? Cái này mới con nhẹ ở ngoài thôi. Đây nè anh em, đây có mò nhẹ nhẹ cho anh em tham khảo nha. Còn vàng xương trong cứng khừ luôn anh em. Cái này đâu mình vô mình đo thử nhẹ nhẹ thử anh Trung. Từ hoành nhiêu anh Trung nhắc lại cho anh em vô sau anh Trung. Rồi hoành từ 17 trở lên anh là loại 1. 17 hoành 20 anh. 20. Rồi cứ căn cứ vào số hoành từ 17 ăn lên là thuộc dạng loại 1 nha anh em. Đây, đây là phơm loại 1. Rồi cái loại 2 là cái loại nào đâu anh Trung? Xuống đây mặc sức lựa chọn anh em ơi. Đây, đây là vô cái loại 2 anh em. Chiều cao trung bình nó tầm khoảng nhiêu anh Trung? Chiều cao cái này 1m50 anh. 1m50. Tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang là 1m. 1m. Đây, bông anh em. Có bông sẵn lên trên cây anh em. Thì có mấy cây sù nè anh em. Sù cũng đâu tính tiền thêm hả anh Trung? Không anh, cũng vậy à. Đây, cái sù vậy nè anh em ơi. Sù từ dưới lên trên vậy nè. Thì anh em nào xuống lựa thì mình có lựa thoải mái anh em ơi, đi trước lựa trước anh em. Bên đây cũng thuộc dạng loại 2 luôn hả anh Trung? Đúng rồi, cũng loại 2 luôn anh. Đây anh em. Đây dạng lùng lực, chi cành rất là đều. Nè anh em, xương tạm 140 trang nha anh em ơi. Đây. Tính theo hoành thân đó anh. Hoành thân là tính tiện anh em ơi. Đây phía dưới nè. Này là mình nhá nhẹ ra cái hoành nó khoảng nhiêu anh Trung? Cho anh em gửi được 1.5 tháng anh em ơi. Cái này 15 anh. 15. Đây là thuộc dạng loại 2 nha anh em. Rồi mình cho anh em thêm gốc loại 2 nữa đi anh Trung ơi. Đây cũng thuộc dạng loại 2 luôn anh Trung. Đúng rồi. Anh em, những cái cây này là thuộc dạng loại 2 á anh Trung. Đúng rồi. Nó gớt dưới 17 hoành là tính loại 2 anh em ơi. Đúng rồi. Tàn bự nhỏ không quan trọng, quan trọng cái tính số hoành, hoành tính tiền anh em. Rồi để em vô quay cho anh em tham khảo bộ xương nè. Bóc thân từ dưới đất lên khoảng chừng 5 phân à. Đây là cái loại 2 nha anh em. Rồi cái loại 3 là cái loại nào đó anh Trung?
đây mình gáo dài ra trước luôn đi anh Trung ơi, cho anh em dòm hết cái vườn này luôn. Đây lộ ba này là nhiêu tiền anh Trung? Lộ ba này 190.000 cây. 190.000 là nói gì nè nha anh em, một cốt đi lên xương tàn bắt rất là đẹp nha, cốt thẳng băng lên. Đây là lộ ba, bên đây cũng chị nè anh em, cũng là lộ ba luôn. Hai cây này lộ ba hết luôn hả anh Trung? Mấy cây này lộ ba nè anh em, xương tàn đầy đủ hết à. Chiều cao nó tầm khoảng nhiêu được anh Trung? Cao này 1m anh. 1m. Tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang này chắc 8 tấc. 8 tấc. Dạ. Là cái giá lộ ba là 190.000, hoành dao động nó khoảng nhiêu anh Trung? Hoành dao động là từ 14 trở xuống anh. 14 trở xuống ha. Dạ anh em. Xương tàn nè. Rồi. Như những cái cây này anh em thấy là được quyền lựa thoải mái, như những cây anh em lựa những cây tàn lớn thế này, đó là thuộc dạng lộ 1 phải không anh Trung? Đúng rồi, cây này lộ 1. Đây, lộ 1 nè anh em. Xương nó thoát thân rất là thấp. Cây này vườn lộ 1 kiếm khoảng nhiêu phần trăm anh Trung? Cái vườn cây này chắc khoảng 60% anh. 60%. Đây anh em. Rồi, tiếp theo dài dài ra cho anh em tham khảo, có những cái cây nó chọi á anh em. Ảnh nói là cứ căn cứ số hoành rồi tính tiền anh em ơi. Hay những cái cây này cũng khá là đẹp anh em. Cái này chắc khủng dạng lộ 1 quá anh Trung, thấy nó lớn gốc quá. Đúng rồi, lộ 1 anh. Tại vì cái phơm này xài cái phơm thấp, phơm lùn. Dạ. Cho nên là cái cây nó không có cao, nó tầm khoảng 1m7 trở xuống à. Dạ. Cây nào cao hơn. Rồi mình tổng kết lại với anh em là ngày hôm nay là giao lưu bao nhiêu ngàn gốc anh Trung? Cái vườn mới nè. Mình giao lưu vườn mới này là 4.500 gốc. Rồi anh nói từng loại luôn anh Trung cho anh em biết luôn anh Trung ơi. Loại 1 là từ 17 cho tới trở lên. Rồi. Tới 20 hai mấy luôn. Là giá 390.000. Rồi. Loại 2 từ 14 cho tới 17 là giá 290. Rồi. Loại 3 là từ 14 trở xuống là giá 190.000. 14 là từ trở xuống là xuống tới bao nhiêu anh? Đây, cái đám này xuống khoảng chừng 12 13 là dữ lắm anh. À, cái đám không có cây nhỏ. Mình tính 10 hoành tới lên ha anh Trung. Dạ đúng rồi. Còn những cây nào nhỏ quá thì anh em nào muốn ấy thì mình dẫn hỗ trợ luôn ha anh. Tặng anh em luôn. Rồi, mình cho anh em gửi nó khi nào anh Trung? Cái vườn này được gửi 1 tháng rưỡi anh. Rồi, hình thức là mình hỗ trợ anh em gì anh Trung? Nếu mà quý khách mua 100 cây thì mình bao ship tới nhà luôn, trên 100 km. À, 100 km là bao ship tới nhà cho anh em nha. Dạ. Rồi, cuối video thì mình nói khán giả không anh Trung? Cũng chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho trong những cái clip vừa qua. Dạ. Dạ, hôm nay cũng clip này cũng hạ giá để mà tri ân khách hàng trong thời gian qua đã ủng hộ Trung. Rồi. Rồi anh em thích thiện chí mình liên hệ với anh Trung nha, vườn này chưa bứng cây nào đó anh em ơi. Anh em xuống đây mặc sức lựa chọn. Cây khá là đẹp cây. Mình nghĩ anh em nào mà mình mua số lượng nhiều thì nó còn giảm nhẹ nữa phải không anh Trung? Dạ đúng rồi anh. Anh em mua càng nhiều thì giá càng giảm nhẹ nha, cái này chỉ giá tham khảo cho anh em thôi. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em.